Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Xeo Test xin giới thiệu dòng máy in mã vạch GX430T. Đây là chiếc máy này, đang ngồi vỏ hộp. Bên hông máy là cái nút để mở cái nắp máy lên. Sau lưng máy thì có cái các cổng kết nối, cổng parallel, cổng USB, cổng RS232, có nút nhấn và một cái chui để cắm dây nguồn vào. Đây là mặt trước của máy. Nên mở ra, mở nắp máy lên để coi bên trong. Giúp ra GX430T có thiết kế nhỏ gọn, có màu sắc đen phối với những cái chi tiết màu xanh, nhìn rất là cân đối và đẹp mắt. Lòng máy rất rộng, tuy trong một thân hình là bé nhỏ. Trên máy có cái logo Zebra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video clip.